365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 16 tháng 4, lời Chúa, trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, chương 4 câu 7. Nhưng kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Lời Thánh Y Nhã. Người thợ phải nhớ rằng chất liệu của họ không phải là vàng ròng, nhưng là đất sét. Và hãy để mắt kỹ tới chính mình, kẻo tự cho phép mình giữ một vết nhơ mà mình ra sức loại bỏ nơi người khác. Suy niệm: tất cả hồng ân Chúa ban, các tài năng tự nhiên hay siêu nhiên đều là quà tặng đến từ Thiên Chúa. Cho nên những gì ta có được và cả những gì thuộc về ta đều đến từ Thiên Chúa. Món quà ấy trao cho tôi quản lý để phân phát, để phục vụ cho những người khác, chứ không phải dành riêng cho một mình tôi, để rồi tôi ích kỷ và tìm lợi ích cho riêng mình. Thánh Y Nhã khuyên các con cái của mình hãy lưu tâm đến việc gìn giữ và trao dồi cho các tài năng tự nhiên và siêu nhiên nơi mình, để phục vụ cộng đồng và làm vinh danh Thiên Chúa hơn. Bên cạnh đó, chúng ta được mời gọi trân trọng và biết ơn về các tài năng nơi những người khác. Họ được trao ban những khả năng hơn người để làm cho thế giới này trở nên đáng sống hơn. Không bao giờ tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, rồi lên tiếng xét đoán và loại trừ người khác. Hồn sống trong ngày. 365 ngày sống linh đạo Y Nhã hôm nay. Mời bạn và tôi dành thời gian để khám phá ra những tài năng nào Thiên Chúa gửi gắm nơi mình. Xin cho con biết dùng các khả năng ấy để phục sự Chúa và giúp đỡ con người hơn. Mỗi tình yêu thương hiến trao, mỗi tình trong tim khát khao, chiều nào cạn về đỉnh cao, Giêsu mau thăm chạy chào. Mỗi tình trong nơi thẳm sâu, mỗi tình mang bao nỗi đau, chuộc tội trần gian bế dâu, sao không đáp tình người mau. Mỗi tình tự nguyện hiến thân mình, chỉ vì yêu thương chúng sinh, chiều nào can về đóng đinh, Giêsu chiều chết khổ hình. Mỗi tình vì đời đến tư hạng,
giọt máu thắm hồng, có ai đạp tình người không? Giữa đời bao nhiêu trái ngang, giữa lòng người mang dở dàng, tình trời ai có thấu chăng? Bao phen quên lãng chẳng mang, bước đường đời con đã qua, những lần đôi chân ngã xa, giờ về xin Chúa thứ tha, mối tình ban ơn giáo hòa. Mối tình tự nguyện hiến thân mình, chỉ vì yêu thương chúng sinh, chiều nào can về đông chiều chết khó hình, mối tình vì đời đến tư hạ, nhục nhằn trên cây thập giá, hiến dâng muôn giọt máu thắm hồng, có ai đạp tình người không? Mối tình yêu thương hiến trao, mối tình trong tim khát khao, chiều nào cạn về đỉnh cao, Giêsu mau thắm cháy trao. Mối tình trong nơi thẳm sâu, mối tình mang bao nỗi đau, chuộc tội trần gian bê dâu, sao không đạp tình người mau? Mối tình tự nguyện hiến thân mình, chỉ vì yêu thương chúng sinh, chiều nào can về đóng đinh, Giêsu chiều chết khổ hình. Mối tình vì đời đến tư hạ, nhục nhằn trên cây thập giá, hiến dâng muôn giọt máu thắm hồng, có ai đạp tình người không? Mối tình tự nguyện hiến thân mình, chỉ vì yêu thương chúng sinh, chiều nào can về đóng đinh, Giêsu chịu chết khổ hình. Mối tình vì đời đến tư hạ, nhục nhằn trên cây thập giá, hiến dâng muôn giọt máu thắm hồng, có ai đáp tình người không? Hiến dâng muôn giọt máu thắm hồng, có ai đáp tình người?